Kính chào mọi người, Chantal Châu Nguyễn đây. Hôm nay Châu gửi đến mọi người video này có hai lý do. Trước hết, Châu xin gửi lời chào thân ái, mến chúc mọi người luôn được bình an và sức khỏe dồi dào. Kế đến, Châu xin thông báo là bản tin tháng 11 Home Workbound bất động sản sắp đến tay mọi người. Trong bản tin đó, Châu có chia sẻ cảm tưởng ngày lễ tạ ơn tại Mỹ. Mọi người nhớ đón xem nhé. Tiện đây, Châu cũng xin thông báo là chúng tôi đang gây quỹ $10,000 cho tổ chức Search, là tổ chức phục vụ người vô gia cư. Có lẽ mọi người cũng biết là đàn ông, đàn bà và trẻ em không có nhà ở có thể thoát khỏi đói nghèo và có nơi trú ngụ. Nhờ sự giúp đỡ của tổ chức Search, nhưng tổ chức Search có giúp đỡ được người nghèo hay không là tùy thuộc vào việc bảo trợ của quyên góp. Thế nên, chúng tôi đã quyết định góp một phần lợi tức chúng tôi có được nhờ mua bán nhà cho công tác tuyệt vời mà tổ chức Search đang thực hiện để phục vụ người nghèo. Lời giới thiệu của mọi người về công ty địa ốc của chúng tôi thực sự rất hữu ích cho những người vô gia cư. Nếu mọi người biết ai đang tính mua hoặc bán nhà, xin giới thiệu công ty kinh doanh địa ốc của chúng tôi. Đội ngũ mua bán nhà của chúng tôi đã được giải thưởng về việc phục vụ khách hàng rất chu đáo và tận tình. Kết quả nhanh chóng vì đầy kinh nghiệm nhiều năm. Đến với công ty địa ốc của chúng tôi, không những chính quý vị có lợi nhiều mà cả những người vô gia cư cũng được nhờ. Mọi người có thể bấm vào đây để biết thêm về việc giúp đỡ những người không có nhà. HelpingHoustonHomeless.com. Khi cần mua bán nhà xin gọi cho tôi 832-526-8888. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bớt chút thì giờ quý báu để đọc bản tin Home Workbound. Xin mến chúc mọi người tháng 11 đầy an lành và hạnh phúc.